Ngày 17 tháng 11 năm 2019, tức là cách đây đúng một năm trở về trước, đã trở thành bước ngoặt đối với cả nhân loại. Dữ liệu của chính phủ Trung Quốc được tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng công bố đã ghi nhận một người đàn ông ở thành phố Vũ Hán mắc một căn bệnh mà chưa từng có trong lịch sử dịch tễ. Lúc đó thì người ta chỉ nhận định rằng đây là một căn bệnh lạ thôi. Ít ai ngờ được rằng căn bệnh này sau đó đã bùng phát và trở thành một đại dịch toàn cầu, lây nhiễm cho hơn 55 triệu người và cướp đi sinh mạng của hơn 1,3 triệu người. Sau nhiều lần đổi tên, nó được Tổ chức Y tế Thế giới WHO định danh là COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới bày tỏ cực kỳ quan ngại về tốc độ gia tăng số ca mắc mới trong những ngày qua tại nhiều nước, đặc biệt tại Mỹ và châu Âu. Ngay tại thời điểm này, chúng tôi cực kỳ lo ngại về sự gia tăng số ca mắc COVID-19 tại một số nước, đặc biệt là Mỹ và châu Âu, nơi các nhân viên và hệ thống y tế đều đang bị dồn vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Ông Tedros cảnh báo các nước này đang đùa với lửa khi không thể kiểm soát virus SARS-CoV-2 lây lan. Theo số liệu thống kê của WHO, Mỹ và các nước châu Âu chiếm tới 70% số ca mắc COVID-19 và hơn 77% số ca tử vong trên toàn thế giới. Nhiều nước đã phải áp lệnh đóng cửa và tăng cường các biện pháp hạn chế. Hiện tại tình hình vẫn còn nghiêm trọng và tôi thậm chí có thể nói là rất nghiêm trọng. Đại dịch tấn công chúng ta trên toàn cầu. Số ca lây nhiễm không còn tăng theo cấp số nhân nữa, nhưng vẫn còn quá cao. Vì vậy chúng ta vẫn phải giảm tiếp xúc gần. Chúng ta vẫn phải thận trọng. Nếu không tuân thủ các lệnh đóng cửa, chúng ta sẽ phải hứng chịu một làn sóng dịch bệnh hủy hoại mọi thành quả mà chúng ta đã đạt được trong những tuần gần đây. Tại châu Á, Bộ Tái thiết Kinh tế Nhật Bản nhận định nước này đang phải đối mặt với một làn sóng lây nhiễm mới dịch COVID-19, nghiêm trọng hơn so với làn sóng thứ hai đã xảy ra trong mùa hè. Trong khi tại Hàn Quốc, số ca nhiễm mới COVID-19 đã vượt con số 300 ca một ngày, mức cao nhất kể từ cuối tháng 8 vừa qua, khiến cơ quan y tế sở tại phải đưa ra cảnh báo về một đợt tái bùng phát mới trên diện rộng. Các nhà khoa học Australia đang cảnh báo một thực trạng khiến nghiên cứu về SARS-CoV-2 bị ảnh hưởng, đó là có tới 95,5% số ca mắc COVID-19 trên thế giới được đưa vào cơ sở dữ liệu về gen của virus mà thiếu những thông tin liên quan các bệnh nhân. Việc thu thập dữ liệu bệnh án của các bệnh nhân COVID-19 là thông tin vô cùng quan trọng để giúp các nhà khoa học hiểu thêm về sự biến đổi của virus SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 được nhận định là loại virus có nhiều biến thể nhất trong lịch sử. Đến nay, 200.000 chuỗi gen virus SARS-CoV-2 đã được đưa vào cơ sở dữ liệu. COVID-19 gây ra một cú sốc đối với kinh tế toàn cầu. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo đại dịch gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ cuộc đại suy thoái năm 1930, khiến cho tăng trưởng kinh tế của thế giới giảm tới 4,4% trong năm nay. Lĩnh vực du lịch hàng không nằm trong nhóm ảnh hưởng nặng nề nhất. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế cho biết COVID-19 khiến cho ngành hàng không thiệt hại tới 84 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, tức là mức cao kỷ lục. Năm 2020 sẽ trở thành năm tồi tệ nhất trong lịch sử của ngành hàng không. COVID-19 cũng khiến cho các doanh nghiệp gặp khó. Chỉ còn hơn một tháng nữa là bước vào mùa Giáng sinh và năm mới. Thông thường thì đây là mùa làm ăn của nhiều cơ sở kinh doanh ăn uống và giải trí ở châu Âu nói chung và của Moscow Nga nói riêng. Nhưng khi mà làn sóng COVID-19 thứ hai chưa kết thúc, nhiều cơ sở kinh doanh ở Moscow đang khốn đốn. Những hoạt động kinh tế về đêm ở thủ đô Moscow đã phải dừng lại. Giờ thì những vị khách cuối cùng của nhà hàng, quán cà phê cũng phải nhanh chân ra về. Khi những cơ sở này phải đóng cửa từ 11 giờ đêm đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Sẽ không có những bữa tiệc đêm ồn ào trong 2 tháng, kể cả vào năm mới. Lúc này gần như là giờ giới nghiêm, đóng cửa sau 23 giờ. Người ta không bị cấm ra khỏi nhà, nhưng lại bị cấm đến nơi nào đó. Chính quyền Moscow không đóng cửa toàn bộ các cơ sở kinh doanh ăn uống và phục vụ giải trí trong thành phố, mà chỉ hạn chế giờ làm việc vào ban đêm, để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm COVID-19. Điều này, với nhiều nhà hàng, quán bar, các câu lạc bộ đêm, là thiệt hại kinh tế không hề nhỏ. Tháng có nhiều lợi nhuận nhất là tháng 12. Tháng 12 luôn có nhiều các cuộc liên hoan tập thể vào buổi tối và đêm. Chúng tôi mất đi thời điểm này, đồng nghĩa với tổn thất tài chính, tổn thất khá nhiều. Sau đợt cách ly vì COVID-19 trong 3 tháng xuân hè,
Không phải tất cả các nhà hàng và cơ sở kinh doanh ở Moscow đã trở lại hoạt động bình thường. 1/3 đã đóng cửa hoàn toàn. Số còn lại hy vọng vào kỳ nghỉ năm mới sẽ bù đắp phần nào tổn thất tài chính. Nhưng ước tính, với những hạn chế bổ sung lúc này, họ tiếp tục mất khoảng 20% doanh thu của cả năm. Bằng giờ này năm ngoái thì các nhà hàng, quán cà phê, các câu lạc bộ ban đêm ở Moscow đã bận rộn với các kế hoạch tổ chức sự kiện. Còn lúc này, nhiều dự định cho mùa lễ cuối năm đã phải hủy bỏ. Ở nhà và không đón khách, đó là cách đón mùa Giáng sinh và năm mới tại Nga đang được khuyến cáo trong thời điểm dịch bệnh COVID-19. Nhật Linh, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam ở Moscow, Liên bang Nga. Đó là trên thế giới, còn tại nước ta, COVID-19 cũng khiến cho nền kinh tế bị ảnh hưởng trầm trọng. Tuy nhiên, với khả năng kiểm soát tốt dịch bệnh, Việt Nam được Ngân hàng Thế giới đánh giá là có nền kinh tế phát triển nhanh hơn các nước khác. Chúng ta là một trong số ít quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP dương trong quý 2. Mặc dù triển vọng trong ngắn hạn có những dấu hiệu tích cực, nhưng vẫn cần phải theo dõi chặt chẽ các rủi ro trong tương lai bởi tình hình trong nước và toàn cầu có nhiều bất định. Tính đến hết ngày 17 tháng 11, thì Việt Nam ghi nhận tổng số là 1.288 ca mắc COVID-19, 1.124 người đã được điều trị khỏi, 126 người vẫn đang điều trị và 35 người tử vong. Mặc dù 76 ngày qua thì nước ta không có ca mắc mới trong cộng đồng, song số người mắc vẫn tăng lên là những công dân trở về từ nước ngoài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Có thể gọi Việt Nam hiện nay như là một ốc đảo yên bình giữa những diễn biến khó lường của dịch bệnh trên toàn thế giới. Song để giữ được sự yên bình ấy thì mỗi người dân nhất định không được chủ quan, không được lơ là trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Và về lâu dài thì ngành y tế nước ta cũng đang nỗ lực điều chế vaccine phòng COVID-19. Mới đây thì công ty vaccine và sinh phẩm số 1 và Biotech đã tiến hành thử nghiệm tiêm vaccine trên khỉ sạch. Đây sẽ là căn cứ để thực hiện các bước tiếp theo để đề xuất và thử nghiệm trên người. Mười hai con khỉ vàng giống Macaca mulatta được lựa chọn để thử nghiệm vaccine COVID-19. Đây là những con khỉ trưởng thành, có sự phát triển giống như người và đảm bảo không mắc các bệnh truyền nhiễm như COVID-19, HIV, Lao. 12 con khỉ được tiêm thành 2 đợt, mỗi đợt chia thành 2 nhóm. Một nhóm được tiêm vaccine COVID-19 và một nhóm không được tiêm để so sánh về hiệu quả miễn dịch. Tiêm khỉ thì chúng tôi cũng sẽ sử dụng gần giống với cái mô hình mà sau này khi chúng tôi dự định tiêm cho người. Đó là với 2 mũi tiêm, mũi thứ nhất và mũi thứ hai thì cách nhau từ 21 đến 28 ngày. Sau đó thì sau 1 tháng từ mũi thứ hai thì chúng tôi có thể đánh giá cái đáp ứng miễn dịch ở trên cái nhóm động vật, những nhóm động vật được tiêm. Thì để chúng ta biết được là cái hiệu quả miễn dịch ở nhóm được tiêm vaccine thì khác với nhóm không được tiêm vaccine ra sao. Sau khi tiêm, các nhà khoa học sẽ tiến hành giải phẫu để tìm hiểu xem vaccine có ảnh hưởng gì đến các phủ tạng cũng như các chức năng cơ thể không. Thử nghiệm trên khỉ chỉ là một phần và sẽ tiếp tục thử nghiệm trên các động vật khác, đồng thời tiến hành phân tích trong phòng thí nghiệm trước khi thử nghiệm lâm sàng. Chúng ta phải tùy thuộc vào rất nhiều vào cái số liệu và cái hồ sơ để chúng ta có đủ các cái minh chứng về tính an toàn, hiệu quả bảo vệ, rồi tính sinh miễn dịch của vaccine, khi đó chúng ta mới có thể thử nghiệm trên người được. Trong tháng 12 tới, Viện Vệ sinh Dịch tễ sẽ lấy mẫu xét nghiệm sinh tính miễn dịch và hiệu quả bảo vệ trên 6 con khỉ đã được tiêm vaccine. Nếu xét nghiệm này và xét nghiệm được thực hiện ở nước ngoài cho kết quả tốt, Viện sẽ đề xuất thử nghiệm trên người. Ngoài Việt Nam thì hàng chục quốc gia trên thế giới cũng đang chạy đua để nghiên cứu vaccine phòng COVID-19. Tín hiệu khả quan nhất cho đến lúc này là Mỹ đã công bố 2 loại vaccine có hiệu quả lên tới hơn 90%, một kết quả được cho là ngoài mong đợi. Song sớm nhất thì cũng phải đến cuối năm sau, những loại vaccine được bào chế thành công mới được phát hành rộng rãi. Còn trước mắt, loại vaccine hiệu nghiệm nhất, vaccine trong nháy nháy đấy ạ, vẫn là ý thức phòng dịch của mỗi người.